Ngày hôm nay khi mà tới với khu 13 thì Eric cũng rất muốn được lắng nghe những yêu cầu của mọi người về một bài hát tiếp theo Eric muốn hát. Thì mọi người có yêu cầu gì về Eric không ạ? Mọi người tới đây hôm nay để nghe bài hát gì ạ? Ai thuộc em không sao, chúng ta sẽ giơ tay. Nhớ những cánh tay này nha, những cánh tay nào mà chưa giơ thì có thể thông cảm đi. Những cánh tay nào mà giơ rồi thì nữa phải hát theo thật to. Còn Rick có chịu không? Ok, ngay bây giờ sẽ là Em Không Say Chúng Ta Say.
vì rất là nhiều. Và Eric thực sự rất là hạnh phúc bởi vì khi mà mình đứng ở trên sân khấu và nghe thấy gần như là tất cả mọi người ở đây đều thuộc các khúc Em Không Sai Chúng Ta Sai. Thực sự nó là một cái niềm hạnh phúc vô cùng to lớn đối với Eric. Và Eric mong rằng là mọi người vẫn sẽ luôn luôn và tiếp tục ủng hộ cho Em Không Sai Chúng Ta Sai rất nhiều hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.